Chiều nay ngày 27 tháng 12, Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre họp trực tuyến với Sở Chỉ huy các cấp trong toàn tỉnh, đánh giá diễn biến dịch, công tác triển khai tiêm vaccine và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán chủ trì cuộc họp. Những ngày gần đây, số ca nhiễm COVID-19 của tỉnh nhìn chung đã giảm. Trong tuần qua, tỉnh ghi nhận 3.389 ca nhiễm, giảm gần 45% so với tuần trước. Tuần trước là 6.145 ca. 8 trên 9 huyện thành phố có số ca mắc giảm, riêng thành phố Bến Tre số ca mắc tăng 52%. Trung bình trong 7 ngày qua, mỗi ngày tỉnh ghi nhận khoảng 484 ca. Số ca tử vong ghi nhận trong tuần là 36 ca, tăng 4 ca so với tuần vừa rồi. Tổng số ca nhiễm COVID-19 toàn tỉnh đến thời điểm này gần 25.000 ca. Số ca tử vong toàn tỉnh đến nay là 155 ca. Số ca nhiễm chủ yếu phát hiện trong cộng đồng chiếm tỷ lệ hơn 73%, cơ sở lao động hơn 24%. Tại 238 cơ sở lao động có ca nhiễm với tổng số ca mắc là gần 6.500 ca. Về tiêm vaccine phòng COVID-19, tỷ lệ tiêm chủng của tỉnh đạt vượt chỉ tiêu Bộ Y tế đề ra. Bến Tre cũng đã bước đầu triển khai tiêm mũi 3, mũi bổ sung cho người cao tuổi, người có bệnh nền, được hơn 12%. Nhìn chung, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hiện tại cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng tăng nhanh ở nhiều địa phương. Mầm bệnh đã lưu hành trong cộng đồng cao, vì thế người dân tuyệt đối không được chủ quan lơ là, cần tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, tiêm vaccine ngay khi có lịch tiêm để tăng khả năng bảo vệ trước dịch bệnh, giảm nguy cơ có tử vong khi bị nhiễm bệnh.